Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội, nên các cấp các ngành và từng địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn chú trọng quyết liệt tháo gỡ vướng mắc khó khăn để đầu tư công triển khai thuận lợi. Năm 2022, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 13.235 tỷ đồng. Trong đó, vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu hơn 1.618 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 11.617 tỷ đồng. Để vốn đầu tư công được triển khai đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngay từ đầu năm, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh các giải pháp giải ngân. Ban cũng đã lập các cái tổ xuống làm việc với các phường để lên các kế hoạch ngay từ trong tháng 2 là tiến hành vận động những người dân ở các cái phường có các công trình trọng điểm phối hợp bàn giao mặt bằng. Thì từ đầu năm tới giờ thì ban lý dự án 1 cũng đã cùng với lại tất cả các anh em đơn vị thi công, đơn vị tư vấn cũng như là tập thể cũng là rất là quyết liệt và quyết tâm để phấn đấu giải ngân hoàn thành được số vốn đã được giao. Công tác tuyên truyền được chú trọng, khảo sát giá đất được tiến hành thường xuyên, tích cực ở tất cả địa phương. Và đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, hơn 11.985 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được phân bổ cho các chủ đầu tư, đạt 90,56%. Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hơn 1.009 tỷ đồng, đạt 9,92% kế hoạch vốn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện dự án, kiểm tra, giám sát tiến độ, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Đầu tư công năm 2023, trong tháng 3 này chúng ta phải kết thúc hết một số cái việc, rồi tập trung công tác bồi thường mặt bằng để tháo gỡ. Cái này không tháo gỡ là không giải quyết được. Liên quan đến đầu tư công, ngày 10 tháng 3 năm 2023 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ban hành công điện yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành nêu cao trách nhiệm, tập trung, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, triển khai dự án. Việc bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân. Điều chỉnh kế hoạch vốn phải linh hoạt, kịp thời giữa dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân cao.